và Varane giải nghệ ở tuổi 31, kết thúc một kỷ nguyên hoàng kim. Chiều ngày 25 tháng 9, trung vệ Raphael Varane đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 sau khi phải vật lộn với những chấn thương dai dẳng. Trong thông báo xúc động, anh chia sẻ về những thử thách và thành tựu đáng tự hào trong sự nghiệp từ Real Madrid đến Manchester United. Varane nhấn mạnh lòng trung thành với các đội bóng và tình yêu với trái bóng tròn. Anh khép lại sự nghiệp lẫy lừng với 4 chức vô địch Champions League và World Cup 2018. Sau khi giải nghệ, Varane sẽ định cư tại Como và không còn thi đấu chuyên nghiệp. Cựu danh thủ Gary Neville đã đưa ra một đề xuất táo bạo, bổ sung loạt suất luân lưu sau các trận hòa tại Premier League để tăng thêm phần kịch tính cho các trận đấu. Ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối từ các đồng nghiệp như Jamie Carragher và Roy Keane, cho rằng nó quá mỹ hóa. Neville cũng gợi ý việc phân bổ lại tài chính giữa các đội Premier League và các hạng dưới để giảm khoảng cách. Lịch thi đấu mới của Champions League và Europa League gây tranh cãi trong cộng đồng cầu thủ nhưng lại mang đến lợi ích lớn cho ngành dịch vụ quán rượu. Nghiên cứu của TNT Sports cho thấy các quán rượu có thể bán thêm 23 triệu lít bia trong mùa giải này nhờ vào việc mở rộng số ngày diễn ra các trận đấu châu Âu, giúp họ tăng doanh thu ước tính khoảng 10 triệu bảng Anh. Manchester City gỡ hòa kịch tính, Alep tiếc nuối trước Real Madrid. Manchester City đã phải rất vất vả mới có thể giành được một điểm trước Arsenal sau trận hòa 2-2. Arsenal đã thi đấu đầy quả cảm và kiên cường bảo vệ khung thành cho đến khi John Stones ghi bàn giúp cho Manchester City gỡ hòa 2 đều ở những phút cuối cùng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ, chúng tôi đã đoán trước được một số điều mà Arsenal sẽ làm, nhưng quyết định tung John Stones vào sân ở vị trí số 9 đã khiến chúng tôi gặp khó khăn. Ông cũng thừa nhận rằng sơ đồ phòng ngự 5-4-1 mà Arsenal sử dụng đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, sự thay đổi chiến thuật của Guardiola đã khiến mọi thứ xoay chuyển. Trong một diễn biến khác, huấn luyện viên Luis Garcia của Alep đã bày tỏ sự bất bình khi Andrés của Real Madrid chỉ nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm trong trận đấu giữa hai đội tại La Liga. Ở phút thứ 81, Andrés đã có pha vào bóng thẳng vào Santiago Moreno, nhưng trọng tài chỉ cảnh cáo bằng thẻ vàng. Sau trận đấu, Luis Garcia cho rằng Andrés xứng đáng nhận thẻ đỏ và tin rằng nếu chơi hơn người, Alep có thể giành ít nhất một điểm từ trận đấu này. Real Madrid dẫn trước 3-0 đến phút 80, nhưng Alep đã gỡ lại hai bàn nhanh chóng với các pha lập công của Carlos Pau và Kike Garcia ở các phút 85 và 86. Tuy nhiên, đội bóng của Luis Garcia không thể tìm được bàn gỡ hòa trước khi trận đấu khép lại với tỷ số 3-2. Ngoài những tin tức nóng hổi trên, huấn luyện viên Hansi Flick đang rất tự tin rằng thủ môn Iñaki Peña đủ khả năng thay thế vai trò của Marc-André Ter Stegen trong thời gian tới, sau khi Ter Stegen gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối trong trận thắng 5-1 trước Vissel Kobe. Real Betis đã được trao cơ hội bắt trước. Manchester City đã nới rộng cách biệt trên bảng xếp hạng Premier League sau chiến thắng 2-1 trước đối thủ cùng thành phố, Manchester United. Bàn thắng của Matthias Nunn đã giúp Manchester City giành 3 điểm trọn vẹn, đẩy đội bóng của Erik ten Hag xuống vị trí thứ 3. Sau trận đấu, cựu hậu vệ của Manchester United, Phil Jones, đã chia sẻ về quyết định giải nghệ đầy đau đớn của mình. Anh cho biết nhiều chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là ở đầu gối, đã khiến anh không thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Dù đã cố gắng hết sức để trở lại nhưng Jones buộc phải chấp nhận thực tế rằng sự nghiệp của anh đã chấm dứt khi không thể hoàn thành một buổi tập luyện đơn giản. Sau khi giải nghệ, Phil Jones đã hoàn thành các chứng chỉ huấn luyện và hiện đang làm việc tại học viện của Manchester United với mục tiêu trở thành huấn luyện viên đội bóng. Trong khi đó, huấn luyện viên của Chelsea, Andre Maresca, đã đặt câu hỏi về tiềm năng của Mikhailo Matric, cầu thủ người Ukraine trị giá 62 triệu bảng. Anh chỉ mới ra sân 2 lần trong mùa giải này và chưa thể hiện được nhiều. Maresca cho rằng Matric cần thêm thời gian thi đấu để cải thiện nhưng người hâm mộ cần chấp nhận cách anh thi đấu hiện tại. Matric gia nhập Chelsea từ Shakhtar Donetsk vào tháng 1 năm 2023 nhưng chưa thể hiện được nhiều với chỉ 5 bàn thắng sau 46 trận tại Premier League. Chelsea đã chính thức thêm tiền đạo Victor Bonifay của Bayer Leverkusen vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng sau khi anh gây ấn tượng mạnh mẽ tại Bundesliga. Đội bóng London đang cần một trung phong hiệu quả và Bonifay đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vào khả năng ghi bàn ấn tượng. Dù Chelsea đã từng nhắm đến Victor Osimhen, việc chiêu mộ Bonifay có vẻ thực tế hơn, đặc biệt khi Osimhen đòi hỏi một khoản đầu tư lớn. Tuy nhiên, việc đàm phán vào tháng 1 có thể gặp khó khăn do Bonifay là một cầu thủ quan trọng của Bayer Leverkusen. Cựu trung vệ Real Madrid và Manchester United,
Rafael Varane đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 sau khi phải đối mặt với nhiều chấn thương dai dẳng. Anh chia sẻ về những khó khăn và thành tựu trong sự nghiệp, bao gồm 4 chức vô địch Champions League và World Cup 2018. Varane sẽ định cư tại Como và không còn thi đấu chuyên nghiệp. Trong khi đó, Gary Neville đề xuất bổ sung lật suất luân lưu sau các trận hòa tại Premier League, nhận được phản đối từ các cựu cầu thủ khác. Ý tưởng phân bổ lại tài chính cho các đội hạng dưới cũng được đưa ra. Lịch thi đấu mới của Champions League và Europa League gây tranh cãi trong cộng đồng cầu thủ, nhưng lại mang đến lợi ích cho ngành dịch vụ quán rượu. Nghiên cứu của TNT Sports cho thấy các quán rượu có thể bán thêm bia nhờ vào việc mở rộng số ngày diễn ra các trận đấu châu Âu. Manchester City gỡ hòa 2-2 trước Arsenal sau khi Arsenal bảo vệ thành công trong phần lớn thời gian trận đấu. Pep Guardiola thừa nhận sơ đồ phòng ngự của Arsenal đã gây khó khăn cho Manchester City. Alep tỏ ra bất bình khi Andrić của Real Madrid chỉ nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm.